Dạ, em Hiếu xe đạp Nhật Bãi xin kính chào các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo của em các bạn ơi. Rồi hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bạn hai em chết nha các bạn. Đó, trước khi vào nội dung chính em cũng xin chúc các bạn có nhiều sức khỏe nha, thành công trong công việc nha các bạn ơi. Đó, giới thiệu hai em chết nha các bạn. Hai em chết, một em tay ngang và một em tay cong thể thao. Đó, hai em hai size khác nhau. Rồi đầu tiên đi, em sẽ giới thiệu em tay cong trước đi các bạn. Đó, một em chết Nhật Bãi rất đẹp nha các bạn. Rồi các bạn coi nè, nó đi một cái tay lắc là của Claris nha các bạn. Đây Claris Shimano, rồi băng keo quấn rất đẹp luôn. Đó, băng keo quấn quá đẹp luôn các bạn. Đó, di động không tăng của em đó nè, rất là sáng, rất đẹp. Rồi mã số, mã vạch còn đầy đủ nha các bạn. Chiếc xe này là chiếc xe Thái Lan nha các bạn. Đó, của Nhật xuất qua Thái Lan nha. Điều chết. Đó, càng thắng của em đó nè, rất đẹp nha các bạn. Rồi em này thì em là em nhôm, càng thì càng nhôm luôn nha các bạn. Đó, full nhôm. Rồi đi cặp niềm của Bonchager nha các bạn, hai tầng nè. Cặp niềm của Bonchager nhôm hai tầng, tâm là tâm dẹp nè các bạn, tâm dẹp sơn tĩnh điện nha. Đó, chiếc xe rất là đẹp luôn. Cái vỏ này cặp vỏ mới của Bonchager nha các bạn, cặp vỏ này cũng đắt tiền đó. Đó, một chiếc xe chét rất là đẹp luôn. Đây tổng thể của em đó, xe chét này là thương hiệu của Mỹ nha các bạn. Đó, một thương hiệu của Mỹ xuất của Nhật nha các bạn. Còn Nhật nó đưa qua Thái Lan nè. Đó, tem mát còn rất là đầy đủ, gọng nước nè, gọng nước zin nè các bạn. Đó, các bạn coi cái vỏ nè, cái vỏ Bonchager rất là đẹp luôn các bạn ơi, còn mới tinh nè. Rồi để em coi cái size vỏ nha. Size vỏ của em này là size vỏ 700 nha các bạn. Đó, rất đẹp. Cái này nó hơi chốc xíu nè, nhôm đó các bạn ơi. Bạn coi những cái mối hàng của nó, đây rất đẹp luôn. Đó, chữ thương hiệu chết nè các bạn. Rồi xuống tới đây nha, cái vò dĩa, cái vò dĩa của Shimano đây, cái bi đanh nhôm zin theo xe đó. Bạn thấy cái tem không bạn? Đó, rất đẹp, rất mới luôn. Dĩa nè, và em chết tay cong thể thao nha bạn, chống zin đó. Vỏ sau thì vẫn là vỏ mới thay của Bonchager luôn nha các bạn, rất đẹp. Vỏ này các bạn về chạy mấy năm nữa nha, niềng vẫn là niềng nhôm Bonchager hai tầng nè, tâm thì tâm dẹp sơn tĩnh điện đó, mở khóa nhanh trước sau luôn các bạn ơi. Đây cục gom này cũng là của Shimano nha các bạn. Đó, mấy cái càng thắng cục gom mà còn rất là sáng, rất là đẹp. Đó, tổng thể của em nó là gì, yên nè, yên zin luôn các bạn ơi, yên zin, cúc yên zin và cái phản quang zin luôn. Đó, thì chiếc xe này không còn gì để bàn các bạn ơi. Chiếc xe này là em thu lại của ông khách đó, ông kỹ lắm các bạn, thu lại của ông khách ông kỹ lắm nha. Đó, ông vô đồ chơi rồi ông vô cặp vỏ rất đẹp luôn, vô cặp vỏ rất là giá trị các bạn. Rồi xuống tới cái phần này, clip của em nó là 2 4 6 8 clip nha các bạn, 8 clip của Shimano Claris nha các bạn. Đó, đều hoạt động bình thường, hoạt động tốt nè. Cái miếng trắng sên nè, rất đẹp luôn các bạn, rất nhẹ nhàng. Rồi 8 clip 2 dĩa nha các bạn, rồi dĩa của em nữa nè. Đó, em quay ngoài nắng rồi còn rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó, cái sang dĩa nè Shimano. Đó, tem mát, tem của Thái Lan các bạn ơi.
Đó. Một chiếc xe quá đẹp. Đó. Có mã số luôn nha các bạn. Yên cũng có mã số nè. Bạn coi dưới cái yên nè. Còn rất mới luôn. Nói chung chiếc xe này không còn gì để bàn các bạn. Tem mác của Thái Lan đây. Đó. Một chiếc xe quá đẹp luôn. Tay lắc của nó hoạt động bình thường nha các bạn. Hoạt động rất là mượt. Đó. Đây em quay này em bấm cho em chơi các bạn coi nha. Đó. Đó, bạn thấy nhảy không? Nhảy rất là êm. Đó, em này em số 1 nha các bạn. Mà em chét thể thao. Em này em số 1 nha. Rồi em báo size của em nó là size 52 nha các bạn. Đó. Size 50 52 nha các bạn ơi. Phù hợp với các bạn nào cao từ 1m65 tới 1m8 luôn nha. Chạy vẫn đẹp, rất ok luôn. Đó, tổng thể của em nó là như vậy này. Rất là mới. Zin 100%, có cặp bánh là Bontrager, cục niềm Bontrager. Zin 100% nha các bạn. Đó. Toàn bộ là zin hết. Rồi có cặp bánh mới thay của Bontrager luôn, cặp bánh rất là xịn luôn. Cặp bánh này cũng phải tầm 2 triệu các bạn ơi. Đó. Tổng thể của em nó rất đẹp. Màu xanh quá đẹp luôn các bạn. Rồi, em tay công này thì 11 triệu rưỡi em bao ship nha các bạn. Đó. 11 triệu rưỡi em bao ship. Bao các bạn chạy 1 năm luôn các bạn ơi. Xe quá đẹp. Xe thu của khách nên các bạn cứ yên tâm nha. Xe rất đẹp luôn. Rồi, em qua tới em số 2 nè, một em chết. Một em chết tay ngang các bạn. Đó. Di động công tăng của em nó đây. Đó. Đây. Shimano nha các bạn. Đó. Điều hoạt động rất ok luôn. Đây, hoạt động rất ok các bạn. Đó. Thắng đâu nè. Rất ok. Đó. Đây những công dây của em đó. Cái càng thắng. Xe quá đẹp luôn các bạn. Thì xe này size này có size vỏ là 700 nhưng 32C nha các bạn. Xe vỏ cũng không nhỏ cũng không to nha. Niền thì niền nhôm. Đó. Xe này full nhôm nha các bạn. Cặp vỏ này là cặp vỏ Bontrager luôn nha các bạn. Đó, những chiếc xe chết được trang bị vỏ rất là ok, rất là xịn sò. Niền cũng của Bontrager luôn các bạn ơi. Tâm thì tâm inox sơn tĩnh điện nè. Có mở nhanh bánh trước. Đó. Thương hiệu chép nha các bạn. Logo dập nổi đầy đủ. Một chiếc xe màu đen các bạn. Màu đen huyền bí luôn. Yên nè. Đó. Mở nhanh đầy đủ nha các bạn ơi. Đó, tổng thể của em nó là như vậy, có hơi chạy sức nhẹ nha các bạn. Tem mát này nè. Quá đẹp. Rồi cộng dây sên này nè các bạn. Về xịt dưỡng sên vô chạy nha các bạn, vài bữa là bay hết rồi. Rồi em sẽ tặng cho bạn thêm một cộng dây sên Seiko nữa nha. Cộng dây sên xịn Seiko nữa. Đó, giò dĩa của em đó. Rồi. Đó, ở sau vẫn là 700 x 32C xây vỏ và niền nhôm. Đó, hai tầng nhau luôn nha các bạn. Của Bontrager luôn nè, vỏ của Bontrager, tâm inox sơn tĩnh điện và có mở nhanh luôn nè. Rồi 8 lít nha các bạn ơi. 8 lít của Shimano Diori. Một chiếc xe quá đẹp luôn các bạn. Đó. Rồi cái này là vệ sinh lại cho các bạn nha. Đó, vệ sinh là sáng bóng luôn các bạn ơi. Đó. Mình qua tới bên đây. Mở nhanh nữa các bạn. Gầm này Shimano luôn nha. Đây cái trống. Đó, càng thắng đây nè. Để tem mát còn đầy đủ nha các bạn.
chiếc xe rất đẹp, cái giò dĩa bên nó, nói chung hai con chết này đều rất là đẹp luôn các bạn đừng có quan tâm cái cộng sên này nó hơi xét nha các bạn, cộng sên này đơn giản lắm các bạn ơi, về chà dầu lên nha, chạy vài bữa nó bay xét hết rồi đó. Em sẽ tặng cho các bạn cộng dây sên xịn xe cua nha, nhưng cộng dây sên zin của nó chạy rất là ok luôn các bạn đó. Tổng thể của em nó là về đây rồi, em chết tay ngang này thì báo giá các bạn luôn là 9,5 triệu em bao ship nha. Đó. Hai chiếc xe rất đẹp. Đó, rất đẹp nha các bạn. Hai em chết đến từ thương hiệu Mỹ. Em đi một vòng nữa nè. Rồi, cái em màu đen này em quên báo size cho các bạn luôn nha. Size em này là size 48 nha các bạn, 4852. Phù hợp các bạn nào cao trên 1m6 nha, tới 1m75, 1m8 chạy cũng được luôn các bạn ơi. Đó, em đi một vòng nha các bạn. Rồi, em chế hồi xanh này 11,5 triệu bao ship nha các bạn. Chế đen á thì 9,5 triệu bao ship nha các bạn ơi. Rồi, các bạn nào quan tâm thì alo cho em Hiếu nha. Số điện thoại em Hiếu 0975158377. Đó cũng là số Zalo của em Hiếu nha các bạn. Đó. Hai chiếc xe quá đẹp luôn các bạn, thương hiệu Mỹ các bạn. Rồi, những bạn nào quan tâm hãy nhấc máy alo cho em Hiếu để chốt xe nha các bạn ơi. Hiếu sẽ ship hàng toàn quốc luôn. Rồi cuối clip em Hiếu cũng xin chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và vui vẻ bên gia đình nha các bạn. Rồi hẹn gặp các bạn ở những video clip sau. Em xin chào.